Sáng 30 tháng 9, Bệnh viện Di động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình mùa trăng yêu thương tại sảnh chính bệnh viện cho các bệnh nhi đang điều trị tại đây. Trong đó có sự hiện diện của hai nhân vật đặc biệt, đó chính là Trúc Nhi và Diệu Nhi. Tại hàng ghế đầu tiên, Trúc Nhi, Diệu Nhi ngồi tròn trong lòng bố mẹ. Với không gian được trang hoàng đầy đèn lồng, hai bé đưa mắt nhìn khắp nơi, hào hứng vỗ tay theo các giai điệu nhạc đón mùa trung thu đầu tiên sau ca phẫu thuật mổ tách. Dù đang sốt và mới tiêm thuốc, nhưng bé Trúc Anh 14 tháng tuổi cũng được mẹ dẫn xuống chơi trung thu cùng với các bạn. Tất cả các bệnh nhi tham dự chương trình đều nhận được những phần quà và một chiếc đèn lồng truyền thống hình ngôi sao năm cánh. Phát biểu tại chương trình, tiến sĩ bác sĩ Trương Quang Định, giám đốc Bệnh viện Di động thành phố gửi lời chúc đến các bé và phụ huynh có một mùa trung thu vui vẻ, ấm cúng tại khung cảnh đặc biệt, đó là bệnh viện. Cùng với các bệnh nhi khác, hai bé Trúc Nhi, Diệu Nhi cũng được đón trung thu lần đầu tiên sau mổ tách. Tiến sĩ bác sĩ Định thông báo, hai bé Trúc Nhi, Diệu Nhi sắp được xuất viện trở về nhà sau 2 tháng rưỡi mổ tách để chuẩn bị cho ca mổ tiếp theo.